Sao mà mình cứ thở ngắn thở dài thế? Tôi đang lo đây. Ông có mà lo bò trắng răng. Mình không biết cái gì cả. Có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Thì chuyện bà con gửi tôi ít tiền công đức ủng hộ đấy. Vậy làm sao phải lo? Mình cứ công khai minh bạch, chi cái gì, tiêu cái gì mình cứ rõ ràng hết ra thì ô sở kê hết chứ có gì mà phải lo với lắng. Nhưng mới nhị cái gì? Chắc lại đục chỗ này khoét chỗ kia của người ta đúng không? mình bé bé cái mồm thôi, không người ta nghe thấy lại ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi. Nếu cây đứng thì sợ gì chết ngay. Cây ngay không sợ chết đứng, đã ngu lại còn thơ biết thật. Ừ, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu mình đúng thì làm sao phải nao núng vì ai? Hay là ông làm sai điều gì mà mặt cứ lì lì thế kia? Tôi cứ giữ im lặng cho nó lành, nói sai một câu là âu sầu cả tháng. Thôi, có lỡ nhuốt vào thì nhè ra đi. Ăn cơm ăn gạo, đừng ăn mồ hôi nước mắt. Nghiệp lắm.